chỗ nó là chỗ khách hàng khó chịu cho nó đó. Phải có người chỉ ra rước mới để ý thêm chứ, nhiều lúc mình chủ quan á. Kiểu thấy đơn giản là nè, ông Ánh mà hút mụn nhanh lắm nghe, mình thấy ông Ánh hút mụn siêu nhanh nghe. Hút ống à? Ừ. Nhưng mà còn chưa nói hắn. Thấy làm để cho người ta cảm nhận nữa chứ, làm mà kiểu nhanh quá. Nhanh thì nhanh quá luôn á. Thì vô thì mình thấy nhìn nó với mình biết chưa nói gặp đang có khách mà sao nói được. Nhưng mà vô nó thì nói rồi mà răng trừ vẫn thấy sạc cái rồi. Nhiều lúc không để ý chủ quan. Với lại chị quen rồi. Thì tao không biết đâu, cái hồi mới vô á hút khách của chị Hậu xong bạn hút khách rồi nhờ. Mà bạn đưa vào vô cho bạn kêu đó. Rửa mặt thì không kỹ. Hút thì như mà đúng rầu đó. Hút làm nhanh lắm. Đúng khách của tôi. Nói lại. Còn nữa đó nghe. Còn nữa à? Đi. Còn đây là liên quan tới cái khác chứ không có giọng đấy. Xíu này nói. Sáng nghe dưới này đau lắm. Quên. Mà chị cũng biết mà, chị không cần coi. Chị xích nhau luôn. Từng lỗ chân luôn. Chứ nữa mà còn viêm đào nữa. Còn viêm là đào thấu luôn á.
Cái hộp phụ chụp này có lá được không chị? Lá được hết á. Thật ngon lá được. Cháu ngon là mặn đào ghê. Chịu được con chó không chịu được thả lỏng nó đừng gần thả lỏng ra đừng gần Thôi mũi là chịu rồi đó, mũi nó nặng được đâu chị ơi.